Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp tất cả quý vị biết được thời điểm sẽ diễn ra như thế nào, công danh sự nghiệp ra sao. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận giải cùng tất cả quý vị tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về 4 phương vị: tài lộc, công danh sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy và luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất kỳ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng và có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh, tài trí và cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành những thiên tài về nghệ thuật. Vận trình của những người tuổi Tỵ sinh năm 1965 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người này vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh vác một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn và nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải các biến chứng. Vì thế ngày thường bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp mậu dương thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 7 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ. Con giáp này dù đã cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở, bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra các vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 7 âm lịch, việc kiếm tiền của những người tuổi Ất Tỵ không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này với một số người tuổi Ất Tỵ thì cũng có cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt. Bản mệnh nên năng làm việc thiện để từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch không được tốt do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn.
Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc của mình và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Các quý vị gia chủ Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nhưng nữ mệnh sẽ vượng đào hoa hơn nam mệnh một chút. Nữ mệnh có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà một cách hợp lý, đâu ra đấy nên sẽ luôn nhận được sự tin yêu từ phía gia đình, người thân. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn bó tạo ra động lực tinh thần rất lớn để con giáp này thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên, vào những tháng cao điểm công việc, gồm quay bận rộn có thể khiến cho con giáp này có phần thờ ơ và thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm nguội lạnh. Do đó, bạn nên tìm cách cân bằng thời gian cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Nếu là người độc thân, chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng xung quanh hoặc được người giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được người ưng ý cho mình. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp đinh hợi, có nạp âm ốc thượng thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp kỷ hợi, có nạp âm bình địa mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp tân hợi, có nạp âm thoa xuyến kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp giáp thân, có nạp âm tuyền trung thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính thân, có nạp âm sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Tỵ trong tháng 7 âm lịch này. Hy vọng thông qua những kiến thức mà chúng tôi đăng tải thì sẽ giúp cho tất cả quý vị có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch này với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.